Các bạn nhá, mình là Thái, hiện tại mình đang có mặt tại lễ hội đền Tà Phủ thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Mình cũng nói cho mọi người biết về cái lễ hội này. Lễ hội đền Kỳ Cùng Tà Phủ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Theo truyền thuyết thì đền Kỳ Cùng thuộc phường Vĩnh Trại, thờ ông Quan Tuần Tranh thuộc nhà Trần, do oan khuất nên ông đã nhảy xuống sông Kỳ Cùng tự vẫn. Sau này Tả Đô Đốc Hán Quân Công Thần Công Tài được nhà Lê cử lên Lạng Sơn đã minh oan cho cái chết của ông Tuần Tranh. Sau khi ông mất, người dân đã lập đền Tà Phủ thuộc phường Hoàng Văn Thụ để thờ cúng cảm kích công ơn của ông Thần Công Tài. Ngày 22 tháng Giêng hàng năm đúng vào giờ Ngọ, tức là 12 giờ trưa đấy, người dân sẽ mở hội rước bát hương của ông Tuần Tranh từ đền Kỳ Cùng lên đền Tà Phủ tạ nghĩa. Ngày 27 sẽ rước kiệu ngược trở lại. Đặc biệt ngày 27 sẽ diễn ra lễ cướp đầu pháo. Theo quan điểm của người dân gian, ai cướp được đầu pháo năm ấy sẽ gặp may mắn tài lộc. Kiệu Long Bình của quan lớn Tuần Tranh gồm 20 nam người Tây Nùng Khiêng. Đoàn rước đi vòng qua các dãy phố, đến ngã ba ngã tư lại thực hiện động tác quay. Hai bên đường có đoàn rước đi qua, các gia đình bày biện mâm lễ để cầu an, cầu lộc, cầu tài. Thôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lên trên lễ hội nhé. Đến cái nơi tổ chức lễ hội rồi đấy. Trước mắt các bạn đã nhìn thấy cái biển lễ hội đền Tà Phủ Kỳ Lừa nhá. Đây, mọi người đã đến đây từ sớm. Bây giờ mình thấy rất là đông người rồi. Chắc là họ đến đây để họ đợi cái lễ cướp đầu pháo ấy. Một trong những cái lễ khá là đặc sắc của lễ hội Tà Phủ Kỳ Lừa này. Cái lễ cướp đầu pháo này chỉ diễn ra vào ngày 27 thôi nhá. Đây này. Đây là bên này đông chưa? Chắc lát nữa diễn ra cái lễ cướp đầu pháo ấy thì mọi người còn ở nơi khác còn đổ về đông nữa cơ. Đây này, bắt đầu đã chuẩn bị có cái lễ cướp đầu pháo này mọi người này. Bây giờ mình đã nhìn thấy rất là đông người đã đứng ở trong sân và chờ đợi cái lễ đó diễn ra rồi nhá. Bây giờ sẽ diễn ra cái nghi lễ cướp đầu pháo nhá. Mọi người nhìn thấy kìa, có một cái cây tre kìa. Họ sẽ buộc một cái sợi dây từ cây tre kia dòng xuống kìa. Cái màu đỏ, màu vàng kìa. Đấy. Lát nữa họ sẽ nổ pháo này. Và dòng một cái sợi dây pháo bông sao ấy. Họ sẽ đốt từ bên dưới và cái sợi dây đó nó sẽ cháy từ 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 lên quả pháo kìa. Đến quả pháo thì nó sẽ nổ và nó sẽ rơi xuống và mọi người sẽ tranh nhau nhé. Nào bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng theo dõi mình nhé. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.